Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 117, chuyện chim Đa Đa, tiền thân Tithira, lời quá thời Cao Mạnh. Câu chuyện này khi ở Kỳ Duyên, bậc đạo sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong tiền thân Takariya số 481 chương 13. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải nay mà cả thời xưa nữa, Kokalika đã bị nạn diệt vong rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình ở phía Tây Bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học tất cả các nghề ở Takashila, rồi từ bỏ các dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được 5 tháng trí và 8 thiền chứng. Tất cả hội chúng ẩn sĩ ở Tuyết Sơn hợp lại, tôn Bồ Tát lên làm sư trưởng, khuyên giáo và đi theo thầy. Bồ Tát lãnh đạo 500 ẩn sĩ hưởng thọ thiền lạc, sống ở Tuyết Sơn. Lúc ấy, một vị tu khổ hạnh bị bệnh vàng da, đang dùng búa chặt củi. Một vị tu khổ hạnh nói nhiều, đến ngồi gần vị này và nói: Hãy chặt chỗ này, hãy chặt chỗ này. Vị tu khổ hạnh kia mất kiên nhẫn, phẫn nộ và nói: Ngươi đâu phải là thầy dạy ta bữa củi. Kẻ ấy giơ cây búa sắc bén và với một nhát búa giết ngay mạng sống của vị tu khổ hạnh nói nhiều. Bồ Tát lo liệu các việc phải làm đối với thân thể nạn nhân. Lúc bấy giờ, không xa Âm Thất Bảo, có một con chim Đa Đa sống dưới chân một gò mối. Vào buổi chiều, nó thường hay đứng trên gò mối ấy và hót lớn tiếng. Nghe tiếng nó, một người thợ săn độc ác nhận được là tiếng con Đa Đa, liền giết nó và mang xác đi. Bồ Tát không nghe tiếng con chim ấy, liền hỏi các người tu khổ hạnh tại gò mối: Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? Các vị tu khổ hạnh báo cáo sự việc cho Bồ Tát rõ. Bồ Tát kết hợp hai sự kiện với nhau và nói lên bài kệ này giữa hội chúng ẩn sĩ. Lời quá thời Cao Mạnh đưa chết cho người nói, chim Đa Đa mất mạng vì ngu hót quá lời. Như vậy, Bồ Tát tu tập 4 vô lượng tâm và được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Kokalika vì lời nói của mình bị nạn diệt vong, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã bị diệt vong rồi. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh nói nhiều là Kokalika, chúng ẩn sĩ là hội chúng Đức Phật, còn đạo sư hội chúng là ta vậy. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。